Cái gì này? Nhìn vào màn hình thì nó quy chẳng lắm. Làm nó hiểu. Đấy đấy, mắc đi. Kiểm tra diều xem là con nào no rồi thì thôi. Giới thiệu với các bác, đây là hai con đỏ đầu này là một đôi. Đấy. Hai con đỏ đầu một đôi. Hai con đỏ đuôi. Hai con đỏ đuôi là một đôi. Đây là một đôi, hai con đỏ đuôi. Hai con đỏ mình, đây con đỏ mình đây. Đỏ chân đây. Em nào đỏ chân nữa đây, em này đỏ chân một đôi, đỏ đầu đỏ đuôi đỏ chân, rồi thì hai con này là bé hơn một đôi, còn hai em này một đôi. Đây. Đấy, quay 5 đôi. Đấy, mỗi một cái hom này là nuôi được 5 đôi. Đấy. Đấy. Thì khay này là khay hướng phân. Đấy. Còn bên này là các bậc đàn anh một chút. Thì kiểm tra xem con nào mà nó ăn chưa thạo thì bón. Chưa thạo. Đó. Bón hỗ trợ thôi. Bón một ngày một ngày hai. Bón vừa phải, không được no quá. Con này thế. Ngày này nó ăn rồi đây này.
không rơi, không vãi, không sặc. Là kinh nghiệm bón chim non này chia sẻ cho các bác. 1, 2, 3, 2, 4, đó, con này. Về cơ bản là cái lô này là còn non, đó. Lô này thì cứng hơn một chút, đó. Lô này cứng hơn một chút. Đây là lô này thì cũng cứng hơn một chút, bắt đầu nhạt nhạt rồi. Lô này thì gườm hơn một chút. Thì nô này đấy. Đây cửa đây. Đó, mèo không vào được. Chó mèo không vào được. Hay chui ra chưa? Thì còn mấy em này thì ấy rồi. Hôm nay thì là một đôi chim hồng này, một đôi chim lớn hơn và một đôi chim nhỏ. Đây, hai con nhỏ là hai con ngắn đuôi hơn, hai con to là hai con dài đuôi hơn. Đó, còn đây là một đôi chim hồng. Thì các bác mua chim giống, chim cu thì tôi sẽ cố gắng là bán cho các bạn một đôi chính thống nguyên bản. Đó. Các bác mua trứng thế thôi, hoặc là mua chim bố mẹ sinh sản cũng thế thôi. Tôi sẽ cố gắng bán cho các bạn giống chim hay, giống chim tốt. Đó. Thì cái số điện thoại của tôi là 0163 530 9 82. Hiện tôi có phát triển vườn trại và nhân những cái giống chim bố mẹ hay để cho phục vụ các bác chơi. Địa chỉ của tôi thì thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ở huyện Ba Vì thì duy có tôi là phát triển trang trại chim cu gáy, nuôi với số lượng lớn, phục vụ toàn quốc. Ưu tiên các bạn đến nhà mua, các bạn đến nhà mua thì tôi sẽ bớt được cái công tác vận chuyển. Trừ các bạn ở xa thì tôi cũng sẽ cố gắng chuyển cho các bạn. Dưới vườn còn rất nhiều chim non, loại non non hơn đôi này luôn, rất là nhiều. Đây là mấy em chim Thái. Mấy em chim Thái. Mấy em chim Thái. Thank you.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm cái kênh Chim Cô Gái Hay của Thao trên YouTube và Facebook. Mình xin được giới thiệu lại là mình tên là Thao, số điện thoại là 0163 5305982, địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình cung cấp chim giống cho các bạn, chim cu khách, chim cu mồi, chim cu bố mẹ sinh sản, mà đặc biệt là chim cu non và trứng chim cu, và một số những cái sản phẩm như là chim đa đa, đa đa bổi, đa đa sinh sản, hoặc là trên đa đa con, cũng như chim trứng chim cu gáy và các sản phẩm từ lồng đa đa và lồng chim quả đào cửa rơi và lồng chim đa đa hình trái chám, hình bầu dục. Các bạn có nhu cầu giải trí về chủ đề chim cu gáy, xin liên hệ đến tổng đài của anh Thao là số điện thoại là 0163 5305982. Rất mong các bạn đến ghé thăm vườn trại và các bạn tin tưởng để chúng tôi chuyển ship và cung cấp cho các bạn những chú chim hay. Đây là những khu bố mẹ rất là quý, bố mẹ đẻ, chuyên đẻ để cung cấp trứng cho chim cu Pháp vú nuôi. Dãy này là được 10 đôi. Các tờ giấy dán trắng ở trên là các thuộc tính của những chú chim. Đang ấp, đang đẻ. Rồi, rất là nhiều. Đây là con chim đang ấp, đang đẻ. Ô số 99. Dưới này là có rất là nhiều. Đó. Đây là vú nuôi. Vú nuôi thì báo cáo với các bác là cũng khá là thuần rồi. Nuôi con chim cu ta. Cu mỏ đen và cu ta. Đây là những cặp đang vú nuôi, đang nuôi con. Đôi này đang ấp. Đôi dưới cũng này cũng đang đây vú nuôi. Đó. chim đang giục đẻ. Chim bố mẹ. Chim bố mẹ đang ấp.
có số, có má, có thuộc tính, có giấy ghi giấy chép sổ sách đàng hoàng. Đây là những cặp mà nó bị. Đây chim Thái rất là nhiều, rất là nhiều. Rất là nhiều chim Thái này. Là chim Nhật Pháp này. Nhật Pháp đây là những cái con hậu bị để mình chuẩn bị cho vào làm bú nuôi. Đó. Đây là những chim hậu bị nhá. Chuẩn bị thành bố thành mẹ nơi rồi. Đó. Hậu bị. Rất là nhiều. Các bác thấy là mình gây dựng được cái cơ sở này cũng khá là lâu, khá là tâm huyết. Đấy. Đây là Thái hậu bị rất là nhiều, rất là nhiều. Đây Thái này. Ấp đôi. Ấp. 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 Đây vùng nuôi đang nuôi con. Ấp. Ấp. Đây là những cặp vú nuôi đang nuôi con. Khá là sinh động đúng không? Đây là những cặp vú nuôi này nuôi một đống con luôn. Thái. Rất là nhiều, rất là nhiều. Đây là hàn rào này. Đó. Và khu này là khu tới đây sẽ phát triển theo diện rộng ra đây, cây cối. Đó. Các bác thấy là ở trên quê thì đất là rất là rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Số điện thoại tổng đài chim cu gáy là 0163 5305982. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới.